Kính chào cô dì, chú bác, cô anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Dì Nguyễn Xe Máy Cũ của em. Thì lời đầu tiên cho em gửi lời chào thân thương, lời chúc sức khỏe tất cả cô dì, chú bác, anh chị một năm là gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống của chị nha. Và hôm nay là buổi sáng chủ nhật, Dì Nguyễn quay xe và báo giá cho anh chị mình, xong là Dì Nguyễn up lên buổi trưa cho anh chị mình nha. Chốt xe trong buổi trưa. Rất là nhiều khách hàng mình điện về em và bảo quay những dòng xe đi làm có tầm trung trung là nhiều. Bạn em là tầm trung là nhiều nhất anh chị nha. Và xe tay ga, xe số gì cũng rất là nhiều. Hàng mình cũng đón xem clip ngày hôm nay, gặp chính nào thấy thì liên hệ về cho em nha. Rồi, như thường lệ thì anh chị đã biết em bán xe có bảo hành với xe trên 10 triệu đồng là bảo hành 1 năm, mà dưới 10 triệu là em bảo hành 6 tháng nha. Xe nào cũng có bảo hành. Và em nói luôn cái vấn đề trả góp như thế này. Cái vấn đề trả góp là như thế này anh chị nha. Cái hồ sơ của khách hàng mình mà không bị nợ xấu hoặc là chưa vay góp lần nào là sẽ tới cửa hàng của em tư vấn nha. Nợ xấu là không hỗ trợ được. Còn nếu như mình chưa mua góp lần nào thì mình sẽ hỗ trợ cho anh chị mình dễ dàng nha. Chỉ cần căn cước công dân anh chị nha. Mà nếu như anh chị nào làm công ty có bảo hiểm y tế của công ty cấp thì nó rất là dễ dàng luôn. Miễn cô gì chú bác mình anh chị mình cứ thiện chí tới cửa hàng em thì em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình hết mình ở bên lĩnh vực mua góp anh chị nha. Không cần trả trước mà anh chị nhận được đăng ký xe chạy luôn anh chị nha. Nhận ngay cả vạch gốc để chạy. Và điều thứ ba thì bên em có ship tỉnh toàn quốc. Nếu như anh chị mình ở địa phương nào đó hơi xa xôi, không ở gần cửa hàng nữa, không ở gần cửa hàng em, thì có thể anh chị chốt xe là đặt cọc cho bên em từ 1 tới 2 triệu thì em gửi xe về tới địa phương cho anh chị mình luôn. Rất là dễ dàng, bây giờ là cũng nói chung là thời đại cũng hiện đại rồi anh chị nha. Mình chỉ cần chuyển tiền cọc lên và cửa hàng sẽ tự động làm giấy tờ gửi về cho anh chị mình nha. Rất là dễ luôn cô dì chú anh chị mình nha. Và giới thiệu cái địa chỉ thì em xin quay luôn cái bảng hiệu cho anh chị mình cùng được xem nè. Nhà em nè, nằm ở số nhà 60 đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, bây giờ là thành phố Thủ Đức. Google Maps là anh chị chỉ cần bấm vô 60 đường Bình Chiểu như thế này là sẽ nổi lên cái vị trí nhà em rồi. Và cái phía con đường từ bên trái cửa hàng là cô dì bán chị mình ở miền Tây lên Đồng Nai xuống Sài Gòn, anh chị đi ra, anh chị tới ngã tư Bình Phước hoặc là chợ Đầu Mối Thủ Đức điện về số trên màn hình, em sẽ tận tình đi rước anh chị. Và quay trở lại với một con đường từ bên phải rất dễ dàng tìm kiếm luôn anh chị nha. Con đường này là chạy thẳng lên là đường Quân Đồn Bốn, ngã tư 550, chỉ cách có 2 cây số thôi. Anh chị mình ở Bình Dương xuống hoa đào Đồng Nai lên mà bên cánh Tân Dạng đồ lên á, thì anh chị ghé về 550 và chạy thẳng về cái hướng Quân Đồn Bốn, chạy ra 700m để là gặp nhà em, nằm ở số nhà 60. Cái bảng hiệu nhà em thì lâu quá rồi, hiện tại nó cũng hơi mờ mờ, anh chị đi và để ý cái bảng hiệu anh chị rất là nhỏ luôn anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ review cho bà con cô dì chú bác anh chị mình ở những con xe đi làm trước ha. Đi làm đây, vô đây em làm chiếc này cho anh chị mình trước nè. Đây anh chị ơi, một chiếc city thùng ngày xưa. City thùng ngày xưa mà bây giờ khách hàng của mình em mua á là khách hàng đã dọn lên đầu đèn shoppe anh chị nha, bẩn shoppe, dàn chân rất đẹp rất liền. Ở ngoài phía lộ này thì nó hơi ồn ào anh chị nha, cái khúc nào mà anh chị nghe không được rõ hay là anh chị dồn không được kỹ lắm thì anh chị liên hệ qua số điện thoại hoặc là anh chị kết bạn Zalo với cái số điện thoại trên màn hình cùng em anh chị nha. Muốn coi chi tiết chiếc xe nào rõ ràng hơn thì vui lòng kết bạn qua Zalo để em gửi đầy đủ thông tin cho anh chị mình nha. Cái con này thì liền lạc anh chị đó, anh chị cô chú mình nói chiếc Dalim ngày xưa là city nè anh chị nè, nó rất là đều và rất là liền luôn cô chú anh chị mình nha. Đây anh chị mua về chở hàng là có cái ba ga chở hàng sẵn luôn nha, đó rất là liền, mình sườn là không có mục nát gì hết. Xe khách cũng đã có dọn cho anh chị mình, bây giờ hiện tại nó cũng còn rất là mới mẻ, trong màn hình anh chị cũng đã thấy nha, em quay rất cụ thể và rõ ràng. Đầu đèn sấp bê, biển số là ở Bình Thuận anh chị nha. Cái này mà vô số 6 đầu nữa là 4 số 6 là dữ dàng luôn chị ha. Con này bây giờ em để cho cô dì chú bác anh chị mình á. Có thật bên chị chiếc xe mà dọn lên như vậy thì anh chị đã biết nó rất là cao rồi. Chứ nó không có rẻ. Nó không có rẻ thông dụng như và vài triệu đi làm. Cái con này giá nó hơi lú lên xíu, tầm cỡ 15 triệu anh chị nha. Chiếc City. Anh chị thấy xe nó đẹp không? Nó rất là mới mẻ luôn anh chị nha. Dọn rất là nhiều tiền, khách đã dọn mướt rượt từ dần trong đến dần ngoài luôn rồi cô chú anh chị mình nha. Đó. Anh chị bây giờ lấy chở hàng, lấy cái hàng mà dập quá về làm sườn, làm máy, làm móc, làm đồ lại thì nó cũng vô đó à. Em nói thiệt luôn, lấy xe sẵn người ta vậy nè, rất là ngon. Còn chiếc đi làm thứ hai là anh chị mình nè, click anh chị nha. Xe rinh nguyên thủy, nguyên bản máy móc rinh, dàn lông, dàn lá thì đều và liền anh chị, có trầy xước những điểm li ti không đáng kể. Biển số ở Đồng Nai và giá em chốt cho anh chị rất dễ thương luôn, có 9 triệu đồng thôi anh chị nha. Đó, anh chị thấy không? Click 9 triệu nha, máy zin nha, liên lạc như thế này là được chưa anh chị? Biển ở Đồng Nai, hiện tại máy móc em có bảo hành cho anh chị mình 6 tháng như là em đã nói. Và em bên em bán xe thì có tặng quà là tặng bình nhớt, tặng cặp kính và tặng cái bảo hiểm xe.
anh xe nào cũng có quà hết anh chị nha. Đó. Và đến với con xe thứ ba để cho bà con mình đi làm là một con quay RS anh chị nha. Quay RS xe sáng địa anh chị nè, mặt nạ 2 tầng, đời 2009 anh chị nha. Xe này hiện tại là em báo với bà con mình chính xác luôn là máy móc là đầu nồi zin nha. Đây. Đầu của nó là đầu zin và nồi cũng còn zin. À, có chỗ này có hông này có bể ngay chỗ ốc bắt bẩn này anh chị. Đó, em quay ở đây thế này có bể một xíu ở đây. Và cô dì chú bác anh chị mình ơi, trên xe cũ thì nó cũng thể nào mà hoàn thiện 100% được. Với cái xe đi làm vài triệu đồng thì không thể nào mà theo cái ý muốn mình được. Anh chị về muốn đẹp hay là muốn gì đó thì anh chị phụ họa thêm với em một chút đỉnh nữa. Đi phuộc sau của Future 1 anh chị nha. Bô vỉ 2 tầng, mặt nạ 2 tầng, đời 2009, biển số Bình Phước. Và em để cô chú anh chị mình giá rất là dễ thương luôn, 10 triệu đồng thôi. Máy móc zin nguyên thủy anh chị nha. 10 triệu đồng bình đề đầy đủ. Máy này em như máy điện. Cái yên thì em bọc cái yên khác cho anh chị nha. Vì em mới lấy vô mà chị hôm qua, em chưa có làm cái gì hết. Em bọc cho cô chú chị mình một cái da yên mới nha. Còn ngoài ra chiếc xe thì nó em thấy nó liền nó đều từ trước ra sau, từ đông ra ngoài. À, đặc biệt là máy zin thì nha. Rồi, lâu lâu lại có một em Win anh chị, Win nhập Indo. Đó, xe cũ kỹ theo năm tháng nhưng mà em thấy nó còn chất lượng hơi bị ngon. À, con này thì máy móc có làm rồi nha anh chị, chứ đừng nói là chưa làm thì không, em không dám nói đâu. Làm rồi nhưng mà máy hiện tại rất êm, chạy rất là ngon, 1 tới 2 3 4 lui số rất là, đi rất là dễ dàng. Biển số là ở Hà Nội với cũ ngày xưa. Giá em bán là 13 triệu 500 ngàn đồng anh chị nha. 13 năm Win Indo. Xe thì nói chung lóc liếc liền là sạch sẽ nha anh chị. Trước sau cũng rất là đều, không bị xét, không bị bọc gì hết anh chị nha. Máy nổ rất là êm luôn, thì tầm như máy điện. À, anh chị thấy bình xăng đẹp không? Bình xăng cũng còn rất là mới mẻ nha anh chị. À, máy nổ thì tầm chạy rất là ngon, rất là êm luôn. Và bây giờ anh chị mình cùng theo chân em lên phía trên xíu, hàng trên. Đây, cô gì chú anh chị mình cứ xem clip của em là gặp chiếc nào ưng ý thì liên hệ về cho em nha. Tại vì nhà em thì nói thật anh chị, số lượng xe rẻ có mắc có thập cẩm tùm trung trung rồi em quay đại lộn xộn vậy anh chị ha. Quay 110. À, dàn áo là quay Thái đúng không anh chị? Dàn áo dán tem quay Thái. Nhưng thực chất đó là xe quay 50. Con này là nhãn hiệu của Halim Hàn Quốc ngày xưa. Halim anh chị nha, đi bánh mâm xe liền lạc và từ trước ra sau. Biển số Cà Mau. Con này em bán với giá là 7 triệu đồng anh chị nha. Mình mua về cho vợ con đi chợ hay là mua cho con cái mình đi học một chiếc quay không cần bàn lái xe. Rất là liền luôn, rất là đều từ trước ra sau, từ trong ra ngoài. Quay 50 chạy cực kỳ bền bỉ anh chị. Anh chị cứ lấy mấy cái dòng Halim ngày xưa này anh chị chạy rất là chắc. Còn những cái mẫu xe mới bây giờ, đa tách bây giờ nó không có ngon, nó thiệt. Nó chỉ ngon với thời điểm ban đầu thôi. Còn về sau thì nó không có ngon bằng những dòng xe này được. Nó không có bền bằng cái đồ ngày xưa được. Cái đó là em nói thật lòng anh chị nha. Đó, câu này thì áo người ta lên, áo quần rất là đẹp anh chị. Liên lạc từ trước ra sau. Bình đề đầy đủ, máy em như máy điện luôn. Rồi, và đến một chiếc xe cực kỳ đẹp đẽ luôn. Anh chị ơi, trước màn hình bây giờ là một cái mẫu xe quay Alpha. Dọn lên áo quay Thái rất là kiển, đi thắng đĩa trước. À, vỏ trước, vỏ nhỏ luôn anh chị nha. Đó, niền nhôm, xi mà kẽm đầy đủ đồ chơi. Cũng có một số điểm như cái dây thắng anh chị nha. Đó, đĩa. Xe thì liền lạc từ trước ra sau, đi bô đam cực kỳ xịn sò anh chị nha. Bô đam này anh chị, bô đam Honda. Chạy rất là ngon luôn, nổ rất là hay anh chị nha. Nổ máy thử nghe bà con mình nghe luôn. Đấy, em mới đi uống cà phê, mới uống cà phê sáng về luôn anh chị. Riêng cái máy của dòng này là nổ như máy điện anh chị coi, đang nổ nè. Chỉ có rung đó thôi chứ cũng. Em nói máy rất là êm nha anh chị nha. Đó, dọn đồ chơi rất là nhiều rồi. Phuộc sau RCB, áo Thái 110, biển thành phố Hồ Chí Minh. Đó, cái con này bây giờ em chốt cho cô dì chú anh chị mình là 16 triệu đồng anh chị nha. Gắt chân quay Thái, đây 16 triệu đồng. Anh chị thấy một cái xe quay Alpha bây giờ mà nếu như thường thường đã 12 triệu rồi. Chưa tính xe này người ta dọn lên rất là nhiều tiền. Bây giờ bán có 16 triệu đồng thì ra. Đã chấp nhận chơi xe thì phải chấp nhận lỗ. Dọn xe thì phải lỗ, ai cũng vậy hết anh chị. Mình dọn cũng lỗ, em như kia. Em là tiệm bán xe mà em dọn xe, em đi em còn lỗ mà. Rồi, cái này là em chốt lại là 16 triệu anh chị nha. Thì thưa anh chị là anh chị muốn mua xe rẻ rẻ đi làm thì từ từ vài mình em quay đại đó rồi. Chiếc nào mà anh chị thấy rẻ hay là anh chị thích thì anh chị mua nha.
Rồi tiếp theo là một con quay RX 100 Bolon đích nhọn. Cái xe này là em nói thiệt với anh chị là nổ rất là giòn giảo luôn nha. Máy móc zin, bánh mâm zin theo xe biển thành phố Hồ Chí Minh. Chốt lại cho bà con mình là 12.500.000 đồng. Cái dòng này mà nó đẹp thì giá là 12 năm. Còn nếu như em bán mà hàng rẻ thì tầm 8 triệu thì cũng có xe. Nhưng mà nó không có đẹp bằng cái này. Tùy theo chất lượng xe, tiền nào của nó anh chị nha. Con này thì quá dữ dàng luôn. Máy móc zin nguyên thủy nguyên bản luôn anh chị nha. Một đời chủ một người đây, kiến hậu riêng theo xe luôn anh chị nha. Chủ xe đi rất là kỹ anh chị. Anh chị thấy trong màn hình là cái xe màu, cái màu đó cũng còn rất là mới nha. Đây cái đầu nè, zin nguyên thủy nha anh chị. Đầu nồi máy móc zin hết luôn. Rồi và tiếp theo nữa là một dòng xe nhập. À, cũng là xe 50 dành cho học sinh, sinh viên, những đứa em không bằng lái hay là những cô dì chú bác nào mà lớn tuổi rồi đi xe đi vòng vòng không cần bằng lái, đi nhẹ nhàng thì lấy những dòng xe này, xe nhập. À, nó là Geomo anh chị nha. Geomo này, xe nhập là biển số ở thành phố nè. Con này em bán 9.500.000 đồng. À, cô dì chú anh chị mình thấy được không? Nhỏ nhỏ xinh xinh dễ chạy. Rồi tiếp theo là con AB 2012, à, biển số Bình Phước. Xe này thì bây giờ em để cho cô dì chú bác anh chị mình là 11.800.000 đó, hết giá luôn. Em bán quỳ giống chiếc xe này luôn nè, thiệt luôn, 11.800.000 đồng anh chị nha. Anh chị tới cửa hàng chia sẻ hết mình anh chị nha. 11.800.000 anh chị nha. Nó rất là liền, máy móc zin bảo hành 1 năm. Xe thì máy móc em bao zin, dàn lông dàn lá là cũng zin theo 5 tháng. Nhưng mà xe cũ thì không thể nào tránh khỏi những cái việc trầy xước anh chị nha. Trầy xước ở đây có trầy chút. Nói thật với anh chị chứ mua xe cũ á, xe mới bây giờ, hồi đó mua mới là 4 mấy triệu đồng. Bây giờ xe cũ nó còn 11.800.000 thì nó hoàn thiện như xe mới thì không thể nào hoàn thiện được. Anh chị nghĩ có đúng không? Còn trên lĩnh vực của xe máy cũ á, thì anh chị mua về cái chiếc nào mà nó rẻ quá mà anh chị mua thì nó không có theo cái sở thích mình được, nó không theo cái ý muốn mình được. Anh chị có gì phù quà thêm giùm em một chút. Nhiều khi xe cũ thì cũng có vài cái chiếc sơ xuất chứ không thể nào mà tránh khỏi được anh chị nha. Thì có gì đó nếu như bị xe mà về cái lỡ trục trặc cái gì đó, anh chị có điện thoại cho em, mà nếu như nó nặng quá thì em hỗ trợ thêm với anh chị mình nha. Dạ alo. Đó anh chị nha, giá tầm trung trung cho bà con mình đi làm. Rồi và tiếp theo là Leader anh chị nha. Đăng ký năm 2014, một Leader màu kem rất là liền bụng da bò. Xe nói chung là liền lạc sạch sẽ, rinh theo 5 tháng từ trước ra sau. Mấy cái dòng xe này thường thường là nữ chạy cho nên rất là kỹ càng luôn anh chị nha. Nó còn hầu như còn rất là mới mẻ, biển số ở Hậu Giang. Con này em chốt cho cô gì chú anh chị mình là 20.500.000 đồng anh chị. Ở cửa hàng 20.500.000 đồng, em bao zin nguyên con cho anh chị mình luôn nha. Từ máy móc nè, cặp kiến cũng còn riêng theo xe luôn. Anh chị thấy Leader cho em là rất là nhiều luôn chị nha. Anh chị cứ đón xem mà cái xe này nó quá mới luôn. Màu kem, bụng da bò, yên da yên này cũng còn riêng theo xe hết. Còn tập anh chị nha. Và giá chốt cho cô gì chú bác anh chị mình là 20.500.000 đồng. Để giá bán tại cửa hàng anh chị nha. Và tiếp theo là con màu xanh, à, cũng y như nhau. Cũng là kiến bọng riêng theo xe, cũng đẹp như nhau. Và anh chị cùng đón xem giá như thế nào anh chị nha. Biển số Bình Dương và con này em cũng chốt là 20.500 luôn. Đồng giá, đồng tiền, đồng banh, đồng bóng, đời nó là 24, 25 gì đó anh chị nha. Chìa khóa là cũng còn nguyên một cặp luôn anh chị nha. Rất là liền, rất là đều. Và tiếp theo là con AB Sunker lên Thái nè anh chị. Sunker lên Thái, biển thành phố Hồ Chí Minh. Em bán 10 triệu ở cửa hàng anh chị nha. 10 triệu đồng. Anh gì, cô gì, chú anh chị nào lấy chia sẻ với em nha. Máy móc xin nguyên thủy nha anh chị nha. Đây, cái máy móc của nó là máy sinh nguyên thủy, dàn lông dàn lá thì đều và liền sạch sẽ. Anh chị thấy bây giờ xe nó cũng rẻ luôn. Cái xe AB bây giờ có 10 triệu đồng thì anh chị nghĩ đi. Biết sao mấy xe Trung Quốc nó giờ bán như sao? Em ở đây em không bán như nhiều xe Trung Quốc nhưng mà xe rẻ em bán như xe Nhật, em bán nhiều chiếc, em bán tao rút bán có 4 triệu à. Chị thấy rẻ không? Khách lên bởi khách lên chốt liền. Rồi tiếp theo ra bên này. Mới về được một chiếc Winner X hồi tối hôm qua. À, Winner X màu đen nhám, xe chưa rửa anh chị, đăng ký năm 2020, xe rất là đẹp, rất là liền từ trước ra sau. Em bao zin cho cô chú anh chị mình toàn bộ luôn nha. Bao zin toàn bộ phiên bản ABS nha anh chị nha. Phiên bản ABS tem năng lượng đầy đủ, xe rất đẹp nha anh chị. Chẳng qua là em mới lấy về em chưa có rửa kịp và bây giờ em quay cho bà con mình trong buổi sáng chủ nhật này luôn. Bằng tiền của Sirius chứ anh chị nha. Rồi giá em chốt con này là 24 triệu đồng anh chị nha.
24 triệu đồng cho cô dì chú bác anh chị mình bằng tiền một chiếc siêu rút thôi. Xe này là ngay chủ ngay tên, có giấy chứng ủy quyền đầy đủ, anh chị muốn chứng là hay là muốn làm thế nào đó cứ điện thoại cho em nha. Còn ngoài ra chiếc xe là em bao cho anh chị là nguyên thủy nguyên zin của nó nghe anh chị, màu đen nhám phiên bản cao cấp ABS phiên bản đủ anh chị nha, chưa mở một cái gì hết, và em bán cho anh chị với giá là 24 triệu đồng chị thưa anh. Rồi tiếp theo là quay RX, con này nó quá đẹp anh chị ơi, mỹ miều luôn. Phiên bản 110 đăng ký năm 2012 cho một chiếc xe bánh mâm thắng đĩa nha anh chị, màu đỏ đen zin nguyên thủy nguyên bản. Đầu nồi thì anh chị đừng có hỏi em làm gì, đầu nồi là em bao zin luôn. Chiếc xe mà nhìn nó cũng mượt cửa này thì anh chị nghĩ cái đầu nồi làm sao mà rớt được nữa, đúng không anh chị? Đăng ký năm 2011, bánh mâm, xe rin toàn tập, biển ở Bình Dương. À, ai về Bình Dương bán nước tương với em luôn nè. Con này bán giá 13 triệu 500 ngàn đồng anh chị nhé. 13 triệu 500 thì tiêu chất lượng xe thì em nói thiệt với anh chị là nhiều giá lắm. Nhiều anh chị vô bình luận cái sau mắc sau rẻ. Em nói thiệt với anh chị trên lĩnh vực mua bán xe máy cũ á, thì ở đâu rẻ hơn thì anh chị cứ ghé mua. Còn riêng nhiều Nguyễn bán hàng là quan trọng có lương tâm, mình bán hàng nói thật lòng là như vậy. Còn em bán hàng anh chị muốn mua rẻ mà ngon thì không bao giờ có. Trên đời này không có cái gì rẻ mà ngon. Cái xe 7 triệu rất đơn cái bay với xe 12, 13 triệu. Anh chị nghĩ đúng không? Em nói rất là thật lòng, và chị Nguyễn luôn luôn chia sẻ cùng những anh chị em nào mà thương em, quý mến em, tới nhà em rất là cảm ơn, ủng hộ em bằng những cái tinh thần, bằng những cái lời cảm ơn chân thành đến khách hàng mình luôn nha. Đó, cái con này là đi nguyên thủy nguyên bản cô chú anh chị mình nha. Và giá 13 năm thì cái giá nó cao như vậy thì tất nhiên cái xe nó phải đẹp, phải ngon như thế này. Rồi và tiếp theo là đời mới, anh chị thấy đời mới và đời cũ nó không chênh lệch bao nhiêu đâu nè. Con này đăng ký năm 2020, xe 2 chìa khóa vẫn còn nguyên, đi đúng 17.000 cây số. 17.000 cây số thì anh chị nghĩ đi, có đi đâu bao nhiêu, kiến rin theo xe còn nè, 2 chìa khóa vẫn còn đây nè, đang tem đầy đủ nè anh chị, lóc nè. Cái con này là em nói thiệt với anh chị nghe, tròn 95% so với em mới nha. Cái mấy cái tay xu mình nắm này nó còn mở luôn anh chị nha. Rồi cái con này thì quá mướt rồi, quá đẹp rồi. Biển Đồng Nai và em chốt lại là 15 năm anh chị nha. Anh chị thấy không, nó không chênh lệch bao nhiêu tiền từ cái đời xe 2011 đến 2020. Bởi vì cái dòng xe này nè, màu đỏ này nè, bây giờ mà nó đẹp thì giá rất là cao. Còn cái dòng xe này nó đẹp thì nó bình thường, tại vì xe mới có. Còn cái dòng xe kia là xe mới, bây giờ nó không có nữa. Thì anh chị có quý mến và anh chị mến mỗi dòng xe nào thì chạy con đó thì điện cho em, chốt thì liên hệ với em. Con này thì cũng đẹp như xe mới, không có gì mà để tả nhiều anh chị nha. Đẹp như mới luôn, giá là 15 triệu 500 ngàn đồng. Thì anh chị cứ nghĩ đi, mấy chiếc này chạy biết nào cho nó hư này, máy móc bảo hành 1 năm mà xe em bao đi nhân chị mình toàn tập nha. Rẻ hơn nữa vô đây, bánh mâm thắng đĩa cho một chiếc xe quay rồi đăng ký năm 2018 nha em nhớ, 2018 phải. Để em coi là cho chính xác, báo giá là chính xác luôn nha anh chị. 2018 nha anh chị nha, xe màu trắng đen bánh mâm, biển số 79 Khánh Hòa. Em chốt lại cho anh chị mình giá là 14 triệu 500 ngàn đồng thôi. Anh chị thấy không, không có nhiều đâu. Con này 13 năm, con đời mới 14 năm, bánh mâm luôn anh chị nha, máy móc zin, bảo hành 1 năm. Tiếp theo là red short nha anh chị, đúng phiên bản red short nha. Đúng red short nha, xanh cam đen ba màu nha anh chị. Xe máy đầu nồi có chạm nhẹ nè, bánh mâm zin theo xe. Cái dòng red short thì nó cũng rất là khó tìm, quay S, quay A thì nhiều, và red short thì rất là hiếm. Biển thành phố Hồ Chí Minh và em chốt lại là 10 triệu 500 ngàn đồng anh chị nha. Đó, 10 triệu 500 ngàn thôi cô chú anh chị mình nha. Anh chị thích dòng red short thì lấy này, bánh mâm zin theo xe nè anh chị, liền lạc sạch sẽ, máy móc em rất là êm nha, chạy rất là ngon, vỏ trước còn rất là mới luôn anh chị nha. Và tiếp theo là quay S tem kiến anh chị, 209 nè. Con này là em nó bao cho anh chị mình luôn nha, kiến bọng nè, dần lông dần lá, xe rất là mượt, rất là đều anh chị ha. Quay S thắng đĩa luôn đó, máy móc lại nó thiệt anh chị là nguyên thủy nguyên bản anh chị, đầu nồi zin anh chị nha, đầu nồi máy móc zin, xe liền băng từ trước ra sau anh chị coi xe rất là đẹp nha. Ủa đầm của nó nè, rất là mới luôn. Con này giấy ở Đồng Nai và em chốt lại là 11 triệu 500 ngàn đồng anh chị nha. 11 năm, cô chú chú anh chị mình cứ lấy những sản phẩm như thế này nè, mà em nói muốn bền thì lấy những dòng này đó, cái giá tầm trung trung mà nó bền cực kỳ bền, cứ đổ xăng đổ nhớt vào là chạy thôi anh chị nha. Còn đây hôm nay em lượt sơ qua cho anh chị những mẫu quay A bên em. Quay A biển 37 em bán 12 triệu đồng nè, đăng ký năm 2019 mẫu 110 anh chị nha. Đăng ký 2019 bán 12 triệu đồng nè, quay Alpha đó, liên lạc sạch sẽ, màu trắng gamay rất đẹp và rất dễ thương cho anh chị luôn nha. Quay RS mặt nạ 2 tầng vô vĩ anh chị nha, đi mâm rider 2 đĩa, máy móc em như máy điện, liên lạc từ trước ra sau, và giá của nó là 13 triệu đồng. Tại vì sao anh chị nè,
Thưa anh chị là như vậy. Bây giờ cái xe này á, tại sao nó 13 triệu là bởi vì nó vô mâm hai đĩa. Bây giờ mà mình vô một cái mâm, vô một cái bộ mâm rider này và hai cái đĩa thì mất 5-6 triệu rồi, là bèo bèo là rẻ nhất rồi. Còn anh chị nghĩ đúng không? Cho nên cái xác xe bây giờ nó có 13 triệu là tính nha, người ta vô đồ là người ta bỏ luôn. À, mình mua là có đồ sẵn luôn, mình chỉ có việc đi thôi. Luôn luôn đẳng cấp cho dòng mâm rider anh chị nha. Mâm rider là đẳng cấp lắm lắm, rất là đẳng cấp rồi. Future mập anh chị nha. À, liên lạc sạch sẽ từ trước ra sau, từ trong ra ngoài cho anh chị mình luôn. Chiếc này là kiến bọng riêng theo xe toàn tập nha anh chị. Máy móc là riêng nguyên thủy nguyên bản nha anh chị nha. Xe màu đen, liên lạc bánh mâm zin, máy móc zin nguyên thủy. À, anh chị thấy mượt không? Rất là mượt đúng không ạ? Và câu này em để cho cô gì chú bác anh chị mình là 16.500.000 đồng. 16.500 triệu hồi này nó hơi chói chói em mờ ta. Đây anh chị thấy rất rõ nè, bộ hàng em bán là đều bảo hành 1 năm, anh chị cứ yên tâm. Chiếc nào vậy bảo hành 1 năm. Future LED chạy biển Đồng Nai, đăng ký 2021, xe riêng toàn tập bánh mâm. À, câu này giá 25 năm, hai chìa khóa vẫn còn, phiên bản màu đen nhám, phiên bản đủ anh chị nha. Đó, phiên bản đủ luôn rồi. Đó, cô gì chúc anh chị mình lấy những dòng xe này thì nó thì cũng như xe mới luôn. Anh chị có nhu cầu mua xe mới ghé qua cửa hàng em. À, lấy mấy future đèn LED này thì nó thật anh chị nó còn đẹp hầu như là như mới gì ha. Không có một điểm nào mà để chê được hết anh chị. QS mặt nạ 2 tầng, 209 bô dĩ, bánh mâm vô, biển số ở Bình Dương và bán 10 triệu đồng được không anh chị? Máy móc em như máy điện luôn. Đó, thì thầm như mùa xuân. Bình đề đầy đủ, Diệu Nguyễn bảo hành máy 1 năm. Cô chú anh chị mình cứ xuống 10 triệu đồng là lầm chạy luôn. Lầm mà chạy luôn, máy móc đã có em đứng ra bảo hành 1 năm rồi. Anh chị ơi, sướng rất là sướng luôn. Bây giờ mua xe 10 triệu đồng bảo hành 1 năm, bây giờ mình mua điện thoại 10 triệu chưa chắc là người ta bảo hành mình 1 năm. Nhưng mà trong lĩnh vực mua bán xe máy thì nói thật, cái gì mà em giúp được anh chị thì em sẽ giúp hết mình. Ví dụ như thợ nhà em có thì anh chị muốn làm gì thì em nói làm giùm cho anh chị mình đó nha. Cô hiện nay là bên cửa hàng vẫn đang tuyển một anh thợ sửa xe. À, anh gì cô chú anh chị mình có ai mà con cháu hay là em út gì đó mà biết nghề sửa xe mà chưa có việc làm thì liên hệ với cho Diệu Nguyễn luôn nha. Em sẽ báo giá và nhận luôn, lương thỏa thuận anh chị ha. Bà con nào mà có thì chia sẻ giùm em nha anh chị, rất là cần luôn, đang cần một anh thợ. Rồi quay A 209 máy móc zin nguyên thủy nguyên bản, trời ơi chiếc xe nó đẹp. Em nói thiệt với anh chị, đi một cái xe mà kỹ mà đẹp được cỡ vậy không phải là dễ đâu anh chị nha. Tâm lý như mình đi, em đi em cũng kỹ lắm nhưng mà chưa chắc là em giữ được cái xe như vậy đâu anh chị. Cái con này nó riêng từ đầu đến chân anh chị nha, cuộc sau là chưa mở luôn anh chị nha. Đó anh chị thấy đã không, 39 Biên Hòa Đồng Nai giấy cũ. Con này bây giờ em để cho anh chị mình giá là 11.500.000 nha. Đó anh chị thấy cô chú mình thấy cái xe nó có mượt không, rất là mượt, anh liền goxi nè anh chị, câm là chảy chì luôn anh chị nha. Liên lạc từ trước ra sau, máy móc đầu nồi zin, rất đẹp và rất đẹp. Liền quá liền anh chị nha. Rồi future nail, full nail, full nail kim anh chị nha. Xe dàn lông dàn lá dàn chân gì em nói thiệt với anh chị là rất là đều luôn. Còn máy móc thì có chạm rồi anh chị nha, em Diều Nguyễn báo rất rõ ràng trên YouTube. Thưa anh chị, bây giờ cái xe này người ta có làm máy nữa nè, người ta làm máy nữa thì máy nó vẫn êm và vẫn ngon. Tại vì chất lượng xe thì em nói thiệt với anh chị, cái gì xài miếng nó không hư anh chị. Anh chị xài miếng thì hư, người mình già yếu còn bệnh đau không có gì xe gì nghĩ đúng không, thì khách đã làm sẵn rồi. Cô gì chú anh chị mình về là chỉ có chạy chứ không có làm cái gì nữa hết nha. Con này biển số 29 Hà Nội không vội được đâu đó. Nó vui nó giỡn với anh chị thì em luôn luôn vui giỡn, nhưng mà nó bậy là không có, nó bậy và bán xe tả là phải chính xác 100%. Cái con này thì em thấy nó cũng zin đồ hết anh chị nha, từ dàn lông dàn lá dàn bô dàn phuộc. Con này em chốt lại cho anh chị 18 triệu thôi nha, 18 triệu thôi anh chị, 18 triệu bây giờ anh chị lấy con neo chạy thử thử ngon chị nha. Đó rất là êm luôn, neo kim. Rồi tiếp theo là Jupiter GB màu xanh trắng, bánh mâm zin theo xe, liên lạc như đẹp, rất là đẹp luôn chị nha. Xe rất là mới mẻ luôn, máy móc zin nguyên thủy nguyên bản luôn chị nha, dàn lông dàn lá cũng rất là đều. So với cái con này bây giờ bằng tiền bọn si rút thôi chị nha. Con này em để cho chị 15 triệu nè, biển số Hà Tĩnh nè, 15 triệu đồng, đăng ký của nó là 2016 anh chị nha. Xe rất liền, rất đẹp, zin hết từ đầu đến chân, còn zin nguyên thủy hết nha anh chị nha.
Đó, anh chị thấy được không? Rất là mượt luôn đúng không? Rồi tiếp theo là Suzuki Acelo xuống dốc bao chạy lên dốc bao không nổ, đẩy dùm em cho một chiếc xe Acelo ngay chủ ngay tên. Bô có móc nổ phành 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 phành. Rồi chiếc xe này em bán giá nhiêu tiền lên anh chị? Rồi tới cửa hàng để 105 luôn chị nha. Anh chị ơi, tới cửa hàng để 105 một Acelo nguyên nguyên thủy nha. Bô có móc nổ phành phành, còn ngoài ra là cái máy móc zin nhà một đời chủ một người đi. Anh chị về không ưng thì ra gắn cái tiêu vô cho nổ em lại. Còn ngoài ra bây giờ nổ cũng rất là hay, chạy rất là ấm luôn chị. Côn tay 4 số anh chị nha. Acelo thương hiệu của Suzuki 125 khối. Rồi tiếp theo là vô đây. 84 Trà Vinh cho một chiếc xe Gravita anh chị nha. 2010 con này đẹp quá, đẹp luôn anh chị, được phải. 2009 anh chị nha. Bánh mâm đó phục hơi Gravita phiên bản trắng xanh tem hoa văn đầy đủ. Đồ chơi đồ vọng đầy đủ anh chị ơi, xe liền từ trước ra sau, từ trong ra ngoài. Đi cái xe 209 em giờ mà còn đẹp vậy là cũng thánh chứ không phải là người anh chị. Mình nói thiệt với anh chị chứ mình đi xe rất là kỹ, nhưng mà nó thật chứ. Nhiều khi ở dưới quê mình hay là ở địa phương mình nó có đất đỏ hay là gì đó anh chị, đi rất thì dễ bám luôn. Con này em thấy nó mới nha anh chị, bô bồng rất, nhìn xe là biết xe ít chạy. Cái bô còn xanh giờ thì biết rồi. Với lại cái chất lượng xe nó cũng còn quá đẹp anh chị nha. Và giá con này là để bao nhiêu tiền? Con này bây giờ em để cho anh chị mình là với cái giá là 15 năm nha anh chị. 15 năm là chị Nguyễn bán tại cửa hàng anh chị nha. Ship đi về đâu thì chị phụ họa với em giùm. Adventure 1000 xe đẹp như bánh kẹp luôn, từ trước ra sau, từ trong ra ngoài. Đó, màu đỏ đen, 135 phân khối. Đăng ký 2016 đời cuối anh chị ơi, biển An Giang. Con này giá 22 triệu đồng anh chị nha. Đó, 22 triệu đồng cô gì chú bác anh chị mình nha. Xe máy móc zin nguyên thủy, dàn lông mới dặm lại mới tổng một tông luôn. Bữa trước lại nói thiệt anh chị là nó trầy sơ sơ thôi. Nhưng mà tính em là em biết rồi, mấy cái dòng xe nào mà em yêu thích đó là em phải cho nó mới. Mới cửa dạy mới chịu nè. Em về em thấy em dọn rồi vẫn đẹp. Chứ bữa trước nó cũng rất là mượt. Nhưng mà xe cũ theo năm tháng thì anh chị biết rồi, làm sao mà tránh khỏi được cái việc trầy, việc xước. Cái đó thì không thể nào tránh khỏi được. Cho nên là em đã dọn lại rồi anh chị nha. Nhiều khi con người mình bắt cẳng một xíu cũng phải trầy xước không gì xe. Nhưng mà nói thật với anh chị, trên vật mua xe thì em rất là yêu quý nghề xe máy cũ. Cho nên là em cũng xe nào mà em sở thích của em thích là em sẽ dọn lại cho anh chị mình luôn. Con này bây giờ là dàn lông thì bắn sơ sơ thôi chứ chẳng sơn gì nhiều. Mấy cái hông này em dành dầm sơ sơ à anh chị. Rồi giá em chốt 22 triệu anh chị nghe, máy zin nha. Đó, rất là liền. Con winner này bán luôn. Màu xanh 2017. Xe liền máy riêng, vỏ trước riêng theo xe, máy móc chưa đụng chạm gì hết á. Cái máy lại bao riêng. Đó. Dòng này thì nó thật với anh chị chứ em không biết người ta bán sao hay như thế nào, em bán là phải chuẩn em mới bán hàng winner nè. 72 Vũng Tàu nên chị, đầu giá 19 năm. Nó phải chuẩn nha anh chị. Còn cái hàng mà dập mà máy tệ lại không mua em thiệt. Em mua xe em rất là kỹ mấy tiện. Cái máy mà không ngon là em không có mua, dù rẻ em cũng không mua. À, còn mà cái xe nào máy ngon đẹp, cửa nào em cũng chơi, mắt điện cũng chơi. Bởi vì nó thiệt với anh chị là mình không thể nào mà chê được. Những con xe mà đẹp thì không thể nào chê được anh chị nha. 70k1 cho một chiếc xe Ad 214 phiên bản màu xanh trắng. Cái xe này nó thiệt với anh chị, thiếu cái thùng nữa là nó y cái thùng luôn. Xe cộp anh chị nha, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp, không thể nào mà chê được. Anh chị cũng đã thấy nha, trong cái clip trước của em quay á, là có một chiếc xe Enter 10 triệu đồng. Nó bị mất cái miếng chỗ này. Ừ, em bán 10 triệu đồng anh chị nha. Nhưng mà chiếc xe đó không thể nào bì với những xe này được. Chiếc xe này thì nó trên lệch nó gấp 1000 lần. Rồi, chốt giá bà con mình là 20 triệu và em nói thẳng như vậy nè. 13 14 triệu anh chị nó mắc nó rẻ thì anh chị cầm tiền qua đây em bán cho. Số lượng bao nhiêu cũng có. Nhưng mà anh chị đừng có bì với những cái xe mà như thế này. Máy xe như thế này thì nó thật anh chị. Cứ 20 triệu chưa chắc là dễ tìm đâu anh chị nha. Nhiều khi là em lâu mới có một chiếc thì chứ không phải có hoài đâu anh chị. Nói chung với anh chị là con người cũng khác mà giá trị cũng khác nhau. Ngồi những cái xe nhiều người cũng đẹp, nhiều đứa trên sinh viên hay là con gái mà nó đẹp nó không có giá trị hơn chứ đâu anh chị, đúng không? Tất nhiên cái xe cổ nó không vậy thôi. À, nó tô phở 50.000, 70.000, 100.000 nó khác. Cô chú anh chị mình nha. Còn chị Nguyễn bán hàng thì nó thật với anh chị luôn luôn có lương tâm đạo đức nghề nghiệp. Phải bán hàng em luôn luôn tôn trọng khách hàng, rất là quý mến khách hàng. À, chứ em không bao giờ mà nói chuyện mắc dạy hay là bài bản không giờ có. Dù sao nữa thì anh chị vẫn là khách hàng của em, dù có mua hay là không mua. À, anh chị bây giờ chưa có tiền thì anh chị xem YouTube em từ từ, thì có tiền gì lấy cũng được. Xe vẫn còn đó, người vẫn còn đây anh chị nha. Mà trong clip em quay thì nhiều khi là có những cái lời nào mà nó không hay
hay là cái ý nào mà nó không được đẹp, anh chị không thích thì anh chị thôi có thể vui lòng bỏ qua và chia sẻ với em. Nói chung là em cũng rất là ví dụ như có những cái nào mà anh chị thấy không hợp lý thì anh chị ủng hộ em bằng cách anh chị bình luận vô. Nói chung là cũng đừng có chửi em tội nghiệp. Em nói chung em bán xe thì bên chị nhiều khi mình cũng không có làm mất lòng ai, nhưng mà có nhiều khách hàng vô mình chửi mình này nọ, mình rất là buồn, nói thiệt. Rồi AB đầu bò anh chị nha, xe dựng sát tường luôn. Tại vì anh chị biết sao không, cái con này là em mới lấy về nè, em bỏ đây nè, 71 Bến Tre 176016 nè anh chị nè, 17616. Con này bán 12 năm cho cô gì chú anh chị mình nha. Xe màu đỏ rất liền, rất êm anh chị nha, từ trước ra sau, từ trong ra ngoài. Cho con này thì nó quá mượt anh chị nha, quá chi là mượt luôn. Và giá anh chốt lại cho anh chị là 12.500.000 đồng. Xe nói chung liền lạc, sạch sẽ, máy móc em bảo hành 1 năm. Cô gì chú anh chị ơi, xe màu cũng rất là tươi tắn, rất là mới nha. Nói chung là bên xe cũ thì xe mới người ta đã lỗ rất là nhiều rồi. Bây giờ anh chị mua xe cũ, mấy xe này lỗ tầm vài triệu đồng so với anh chị đi vài năm trời thì cũng là xứng đáng, rất là rẻ tiền. 37 Nghệ An 16168, con này là phu chờ FA bánh mâm anh chị nha. Xe riêng nguyên thủy nha, đầu nồi có chạm rồi. Nó thẳng với anh chị là như vậy. Mua bán là tính em nói thẳng thắn à, không có gì phải giấu giếm, không có đẹp khoe xấu che, cái nào xấu nói xấu, đẹp nói đẹp. Con này liên lạc từ trước ra sau, giá dễ thương cho bà con mình đi làm nha anh chị. 13.500.000 tại cửa hàng. Em nói phu chờ FA bánh mâm mà em bán giá này có rẻ không anh chị? Nó giết nào mà em mua được của khách giá rẻ rẻ, em chia sẻ bà con mình hết những xe giá rẻ. Có những xe giá cao thì cái đẹp quá mình ưng mình ôm về mình để kệ đại đó. Nhiều khi cần khách cần không có bán thì em chia sẻ với anh chị như vậy. Rồi tiếp theo là hôm nay em có con Nô 6 mới về anh chị nè. Trời ơi, lâu lâu em có chiếc Nô 6 về màu trắng đen mà nó đẹp, rất là đẹp luôn chị nha. Vỏ trước vỏ sau mới keng, xe liền lạc từ trước ra sau, màu trắng rất là mới mẻ đẹp đẽ luôn chị nha. Tem nổi đời cuối luôn, đời cuối của Nô 6 nè. Biển số ở Sài Gòn 59L2-22189. Giá 13.500.000 đồng. Anh chị thấy xe đẹp không? Nó còn mới tôn luôn, mới keng luôn, sau xe mới nó còn 85-90% anh chị nha. Đó, anh chị cứ lấy là mười mấy triệu đồng, anh chị lấy cái này chạy ngon nè. 13 năm quá rẻ luôn. Xe mới 3 mấy triệu đồng, bây giờ xe cũ nó có 13 năm. Cô chú anh chị mình lấy mà chạy nha, cái dòng này. Nô 6 FE phun xăng điện tử, xe trường, xe dài, xe chạy rất là mượt luôn. Đồng hồ km vận hành đầy đủ, vận hành tốt đầy đủ anh chị nha. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em về cho anh chị mộng si rút nè. Giá cho bà con mình đi làm là xuống bánh mâm nghe, máy móc zin nha anh chị. Đăng ký năm 2015 nè, xe liền băng từ trước ra sau. Và anh chị đón xem giá nhiêu tiền nghe, rờ xe đúng rờ xe nha anh chị. 38 Hà Tĩnh, giá em bán 10 triệu đồng thôi. Em bán 10 triệu cho cô chú anh chị mình lấy đi làm nha. Đó, rẻ đi làm, chất lượng, bảo hành 1 năm. Anh chị ơi, anh chị mua xe có 10 triệu anh chị vẫn được bảo hành 1 năm. Em nói thiệt là rất là sung sướng luôn. Tại vì em biết những sản phẩm này nó chất lượng phục vụ bà con mình. Đó. Quay rồi chiếc anh chị phiên bản 2015 luôn nè. 10.05 tại cửa hàng, máy zin, đầu nồi chưa rớt. Trời ơi, còn đâu rẻ hơn nữa. Mấy con xe này bà con mình có lấy đi làm, em lời mấy trăm ngàn, 200-300 ngàn. Em không có lời nhiều đâu. Đó, em chia sẻ bà con mình những con xe này để đi làm. Giá 10.05, anh chị cứ chạy chán thì bán lỗ 2 triệu xong, khỏi nhất cái đầu sang tên xong tiết chi cho mất công. Mấy xe nhỏ tiền thì không cần gì phải khổ anh chị nha. Rồi tiếp theo là phía hành lang dưới này. Thưa anh chị, hôm nay em về cho anh chị mượn một con quay giọng Thái anh chị nha. Con này là phu chờ Hà Thái, Hà quay giọng Thái nè, rất liền, giọng lên quay Thái nè, rất là đều luôn, máy nổ rất là êm, thì thầm như mùa xuân anh chị nha. Phục nai liên lạc từ trước ra sau, áo quần rất đẹp, rất liền Thái, 110 93 F4. Thì thưa anh chị là em cũng nói thẳng lên YouTube nó rất là rõ ràng, chiếc này là phu chờ 2, nó hạ xuống quay và đi đồ quay Thái rất là nhiều luôn, 2439, và giá em bán là 15 triệu đồng anh chị nha. 15 triệu đồng anh chị cô chú mình nha. Chốt chiếc này chạy này, máy nổ như máy điện, chạy mấy dòng này biết nào cho hư anh chị. Đồ chơi cũng có vài thứ, vài món cũng rất là liền. Đầu nồng ET đúng đầu nồng quay Thái nè anh chị coi này, móc máy móc này, rất là đẹp, rất là đều luôn chị nha. Cũng còn rất là mượt cho một chiếc quay này luôn. Giá nó có 15 triệu đồng. Vậy xe người ta dậu cũng rất là nhiều tiền anh chị nha. SH Model, xe màu trắng rất đẹp, rất đều, từ trước ra sau đăng ký 2016 luôn anh chị nha. Đăng ký 2016, xe mượt mà, quá đẹp luôn. Và giá em bán SH Model em bán bằng tiền hơn Vision mới chút thôi. Con này em để cho anh chị giá 40 triệu đồng tại cửa hàng biển số Thủ Đức luôn anh chị nha. 40 triệu đồng SH Model đời đăng ký năm 2016, bảo hành 1 năm, xe bao đi nguyên thủy nguyên bản anh chị nha. Rồi 8484 Trà Vinh cho một chiếc rim Thái anh chị nha. Con này thì nói chung là cũng đi mâm chữ V,
cũng xe dọn lại máy móc từ dần lông dần lá, máy móc có làm đầu rồi có chạm gì nha. Nói chung là một chiếc xe tầm trung cho mình đi làm, bây giờ đi lên thắng đĩa trước, đi mâm trước mâm sau, bô là bô mới giờ, nhưng mà bô Honda Jin mới bây giờ anh chị nha. Con này là bán 14.500.000 đồng, em để cô về cho bán chị mình là 14.5 nha. Giá tại cửa hàng rất trung, rất rẻ luôn chị Kim Thái, bây giờ giá này cũng rất là rẻ rồi đó. Người ta dọn rất là nhiều tiền từ dàn lông, dàn lái, dàn chân, dàn áo, rồi dàn mâm, dàn đĩa nữa, thì anh chị nghĩ bao nhiêu tiền rồi, có phải mười mấy triệu không? Bây giờ bán như bán lại được tiền lái, tiền dọn, còn tiền xác xe là cho không đó. Khách hàng bán cho em và em bán lại cho anh chị mình với giá là 14.5 nha anh chị. AB Thái nè, 18 triệu đồng máy móc ring nha anh chị, 18 triệu chứ không có nhiều đâu anh chị nha. Máy móc ring liên lạc từ trước ra sau biển thành phố Hồ Chí Minh anh chị nha. 59V2 giá là 17.500.000 đó, 17.500.000. Buồn buồn tới cửa hàng anh chị ơi, bớt cho chút đỉnh nữa anh chị nha. Winner X anh chị, xe liên lạc sạch sẽ, mới về màu đỏ, đẹp như cái thùng luôn, phiên bản ABS luôn anh chị nha. Biển số Đồng Tháp 39139, số rất đẹp, thần tài nhất thần tài đó. Chiếc này anh chị nào mua thì chốt liên hệ cho em nha. Và có lẽ là cái clip này hôm nay nó cũng đã kết thúc rồi anh chị ơi. Cũng số lượng xe thì còn nhiều lắm, nhưng mà em thì em không làm hết từng chiếc được đâu anh chị ơi. Trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay thì Diệu Nguyễn cũng chúc tất cả bà con mình có một ngày chủ nhật thật là ấm áp, ăn lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và chia sẻ với em được con xe nào thì liên hệ về cho em, quý mừng con đó chị nha. Kết thúc cái clip thì không có gì hơn, bây giờ chào tạm biệt tất cả quý vị, chúc anh chị mình và anh chị mình cũng đừng quên là nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho em anh chị nha. Bây giờ có lẽ là tạm dừng clip tại đây, và những dòng xe này thì những dòng xe cuối cùng, những dòng xe này thì anh chị mua thì liên hệ về cho em nha đó.